Rồi xin chào các bạn. Thì hôm nay Thắng xin tiếp tục về giới thiệu về gói cước data 4G của Vinaphone. Thì đó chính là gói Big 200 nha. Gói Big 200. Thì riêng gói Big và gói Max thì Thắng xin nói lại, gói Big và gói Max của Vinaphone thì bất kỳ SIM nào đăng ký cũng được. Nhưng gói Big Thắng lưu ý, gói Big là chia data 4G theo từng ngày sử dụng. Ví dụ, gói Big 200 với 200.000 đồng một tháng các bạn sẽ được 4GB data một ngày. Và chu kỳ sử dụng là 30 ngày, vậy tổng cộng 30 ngày các bạn sẽ được là 120 GB. Nhưng lưu ý, nó sẽ có bit là chia data theo ngày, ví dụ một ngày 4 GB thì khi sử dụng hết 4 GB sẽ ngừng truy cập và ngày hôm sau sẽ tiếp tục cung cấp 4 GB, cứ như vậy liên tục nha. Đó. Và cú pháp đăng ký gói bit 200 của Vinaphone rất là đơn giản. Các bạn hãy soạn tin nhắn theo cú pháp KH1 khoảng trắng bit 200 và gửi đến đầu số 1543 của Vinaphone, và đơn giản như vậy thôi ạ. Đó, thì Thắng có xin giới thiệu về gói Big 200. Thì Thắng xin nói lại một lần nữa rồi gói Big 200 ha. Về gói Big 200 của Vinaphone, với 200.000 đồng một tháng các bạn sẽ được là chu kỳ 30 ngày sử dụng, các bạn sẽ được là 120 GB data tốc độ cao. Nhưng gói riêng gói Big sẽ chia data theo ngày. Vậy các bạn sẽ được 4 GB một ngày nha, chu kỳ là 4 GB một ngày, khi sử dụng hết 4 GB một ngày là sẽ ngừng truy cập và sang ngày sau sẽ được cung cấp thêm 4 GB nữa. Vậy có một câu hỏi đặt ra rằng như sau: nếu như các bạn một ngày đó các bạn sử dụng không hết 4 GB thì ngày hôm sau có được cộng dồn 4 GB hay không? Thì cái này là không được cộng dồn nhá. Khi sử dụng hết hay không hết thì cũng không được cộng dồn. Cứ ngày mai sẽ cấp 4 GB mới và ngày mốt sẽ cấp 4 GB mới. Và cú pháp đăng ký có Big 200 như sau: các bạn hãy soạn tin nhắn theo cú pháp là KH1 khoảng cách Big 200 và gửi đến đầu số 1543 của Vinaphone. Thắng lưu ý, trong tài khoản các bạn phải có 200.000 trở lên nha. Rồi Thắng xin chân thành cảm ơn ạ.